nhìn lại những hoạt động hơn 20 giờ Tổng thống Putin ở Hà Nội. Chùa Ba Vàng bất ngờ tạm hoãn khóa tu mùa hè. Tình tiết mới vụ cựu vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, nhiều người nhập viện. Mỹ bật đèn xanh quan trọng hơn cho Ukraine phản công vào Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Trong khoảng hơn 20 giờ đồng hồ tại Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn cấp cao Liên bang Nga đã có lịch làm việc dày đặc với nhiều hoạt động quan trọng. Nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 20 tháng 6, chuyên cơ đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Tổng thống Putin Vladimir Putin xuống chuyên cơ, trò chuyện vui vẻ và sau đó lên chuyên xa, chiếc limousine Aurus cùng đoàn đại biểu cấp cao Nga rời sân bay Nội Bài, di chuyển hướng về trung tâm Hà Nội. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin. Theo nghi thức trang trọng nhất, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin chiều ngày 20 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin chứng kiến việc ký kết các văn kiện hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga. Chiều 20 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến với Tổng thống Nga Putin chiều 20 tháng 6. Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Tối 20 tháng 6, tại Nhà hát lớn ở thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ thân mật với lãnh đạo Hội hữu nghị Việt-Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Nga. Tổng thống Vladimir Putin xúc động trước tình cảm nồng ấm của các cựu du học sinh. Sau cuộc gặp gỡ, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Vladimir Putin và đoàn. Sau khi dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đã di chuyển ra sân bay quốc tế Nội Bài. Tổng thống Vladimir Putin lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước khi rời Việt Nam, ông bày tỏ chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Tổng thống và đoàn sự đón tiếp trọng thị, chân tình và chu đáo. Ngày 21 tháng 6, trên website của Chùa Ba Vàng có thông báo khóa tu mùa hè. Sau khóa 1 của Chùa Ba Vàng năm nay sẽ tạm hoãn. Theo thông báo trên website của Chùa Ba Vàng, khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng đợt 1 năm 2024 đã kết thúc tốt đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức, Phật giáo và rèn luyện kỹ năng sống cho hơn 6.000 khóa sinh với tất cả sự thương yêu chăm sóc về tinh thần và vật chất tốt nhất mà nhà chùa dành cho các em. Chùa Ba Vàng cho biết, do bận một số Phật sự quan trọng trong mùa an cư kiết hạ, nhà chùa xin thông báo tạm hoãn tổ chức các khóa tu mùa hè mà phụ huynh và khóa sinh đã đăng ký cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian chưa có thông báo chính thức, phụ huynh và khóa sinh có thể tham gia các khóa tu thường kỳ của chùa Ba Vàng và các khóa tu mùa hè của các chùa cơ sở tự viện khác thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, vừa qua một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trong clip xuất hiện hình ảnh cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng, không kiểm soát được cơ thể do vong nhập khi trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật. Đoạn clip về bài giảng trong một khóa tu mùa hè có nội dung vong nhập sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã gây nhiều ý kiến khác nhau. Trước sự việc trên, ngày 18 tháng 6, các phòng ban chức năng của thành phố Uông Bí có buổi làm việc với trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh. Sáng 21 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Sĩ Tá, sinh năm 1972, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban Dân tộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm A, Bộ Luật Hình sự. Bị cáo Tá bị cáo buộc đã lừa đảo 80 tỷ đồng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng, còn chiếm đoạt 47 tỷ đồng. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã công bố nội dung đơn xin xét xử vắng mặt của bị hại Đỗ Anh Dũng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Theo đó, ông Dũng mong hội đồng xét xử tạo điều kiện cho vắng mặt tại tòa với lý do tuổi cao, thời gian tạm giam lâu nên sức khỏe không tốt, nội dung vụ việc đã được trình bày trong giai đoạn điều tra. Ngoài ra trong đơn, ông Dũng cũng đề nghị bị cáo Tá phải hoàn trả số tiền mà ông bị thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. Ông Dũng xin ủy quyền cho luật sư trình bày và cam kết tôn trọng phán quyết của tòa. Tuy nhiên, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đề nghị ông Đỗ Anh Dũng có mặt trong quá trình tòa án xét xử. Bị cáo Tá và các luật sư của bị cáo cũng đề nghị ông Đỗ Anh Dũng có mặt tại tòa để làm rõ một số nội dung trong vụ án. Tại tòa, bị cáo Tá không thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Tá khai bản thân chỉ là môi giới và đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau thời gian xét hỏi công khai tại tòa, hội đồng xét xử nhận thấy để đảm bảo việc xét xử khách quan, toàn diện cần phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung. Trong đó, cần xem xét về hành vi của bị cáo Nguyễn Sĩ Tá, đồng thời làm rõ số tiền ông Đỗ Anh Dũng chuyển cho Tá là tiền của ông Dũng hay của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ngày 21 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông đã chủ trì buổi xin lỗi cải chính công khai đối với vợ chồng ông Lê Trường, 59 tuổi và vợ là bà Tôn Nữ Kim Loan, 57 tuổi, ngụ xã Đắk Ha, huyện Đắk Long. Tại buổi xin lỗi, ông Trần Việt Hùng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Long cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc khởi tố oan đối với ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan là do các cơ quan tiến hành tố tụng chưa xem xét, đánh giá đầy đủ toàn diện sự việc những sai phạm do người thi hành công vụ gây ra đã làm tổn thất lớn về danh dự, tinh thần và vật chất đối với ông bà và gia đình trong thời gian vừa qua. Viện Kiểm sát Nhân dân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Long đã thấy được trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đại diện lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Đắk Long, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện trân trọng xin lỗi ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan và gia đình. Mong muốn ông bà chấp nhận lời xin lỗi và cam kết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những người thi hành công vụ đã có hành vi gây thiệt hại cho ông bà. Thượng tá Nguyễn Minh Anh, Phó trưởng Công an huyện Đắk Long cho hay, việc thực hiện các hoạt động tố tụng thiếu chính xác đã dẫn đến khởi tố sai đối với ông Trường bà Loan. Đây là vấn đề vô cùng đáng tiếc, đã gây thiệt hại về vật chất, tinh thần, gây ra nhiều khó khăn cho vợ chồng ông và gia đình, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Đắk Long. Thay mặt Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Long, tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi tới ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan. Mong ông bà chia sẻ những thiếu sót với cơ quan điều tra, viện kiểm sát và phối hợp cùng chúng tôi để giải quyết những vấn đề tiếp theo, đảm bảo bồi thường thiệt hại cho ông bà theo quy định, Thượng tá Nguyễn Minh Anh nói. Tại buổi xin lỗi, bà Tôn Nữ Kim Loan cho biết việc vô cớ bị khởi tố bắt tạm giam, mỗi người 4 tháng đã gây cho gia đình bà tổn thất vô cùng nặng nề. Con bà bị sốc phải bỏ học, việc kinh doanh và tài sản bị mất mát rất lớn, gia đình bà từ chỗ ổn định bỗng nhiên bị đảo lộn. Trưa 21 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết đang tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 11 bệnh nhân bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách 16 chỗ với xe tải chở hàng. Hậu quả, 11 người bị thương nặng, trong đó có trẻ em và gia đình người nước ngoài. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách 16 chỗ chở nhiều người trong gia đình ở Tiền Giang đi du lịch Nha Trang. Khi đến đoạn đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, đoạn qua Tiền Giang và tiếp giáp với thành phố Tân An, tỉnh Long An thì xảy ra va chạm với một xe khác. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng. Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa 11 người bị tai nạn vào khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Trong số các nạn nhân, bé trai VF Zone sinh năm 2019 bị gãy xương đùi, những người khác chấn thương đai cổ cứng, đa chấn thương, đội ngũ y bác sĩ đã sử dụng nhiều biện pháp để giảm đau, cầm máu, cố định các chi bị chấn thương và hoàn tất những bước sơ cứu cho các nạn nhân. Tình trạng của họ đã ổn định và vẫn đang nằm điều trị theo dõi tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ngày 21 tháng 6, đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can bắt tạm giam 10 đối tượng trong nhóm côn đồ mang hung khí chạy xe máy tốc độ cao gây náo loạn đường phố mới đây. Theo điều tra, vào khuya ngày 16 tháng 6, nhóm thanh thiếu niên tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng do Lê Duy Minh, 18 tuổi, Phạm Thanh Anh Hòa, 19 tuổi cùng trú tại quận Sơn Trà, cầm đầu và nhóm Liên Chiểu do Trần Gia Tê, 16 tuổi trú quận Liên Chiểu khởi xướng, tập trung tại đường Phạm Cự Lượng, quận Sơn Trà.
Nhóm khoảng 60 đối tượng này mang theo hung khí, điều khiển xe chạy tốc độ cao, chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng, liên tục hò hét, lãng lách đánh võng vượt đèn đỏ. Khi đến đường Bạch Đằng, nhóm côn đồ tiếp tục thu nạp thêm khoảng 10 thành viên, rồi chạy lại khắp các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng tìm người gây sự. Ngày 21 tháng 6, mạng xã hội lan truyền clip một tài xế ô tô công nghệ bị hai người đánh tới tấp ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Clip cho thấy một người đàn ông nói và liên tục chửi thề: "Tao đi vệ sinh mà mày làm gì dữ vậy? Tao chỉ hỏi mày tao đặt lại mày có chạy hay là không, mày nói tiếng. Rút chìa khóa xe nó ra đi, lôi nó ra xử nó đi." Sau đó, người đàn ông đấm mạnh vào mặt tài xế, một thanh niên khác đi cùng cũng chồm lên đánh theo. Riêng tài xế chịu trận và liên tục xin lỗi. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào hơn 21 giờ tối 20 tháng 6. Nạn nhân là anh Lộc, 29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, tài xế xe ô tô công nghệ. Hai người tấn công anh Lộc là những hành khách đặt xe. Chiều 21 tháng 6, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang điều tra vụ cháy nhà dân xảy ra vào trưa cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6 tại tầng 3 ngôi nhà, 3 tầng trong ngõ 251 phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện xảy ra cháy nên đã nhanh chóng hô hoán, đồng thời thông báo tới lực lượng chức năng. Đám cháy lan nhanh, bao trùm toàn bộ tầng 3 của ngôi nhà. Nhiều cột khói bốc cao hàng chục mét, lực lượng chức năng của Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân tiến hành chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Sáng 21 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đến chúc mừng, thưởng nóng lực lượng công an thành phố 100 triệu đồng vì đã điều tra, khám phá chuyên án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả đặc biệt lớn tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, chuyên án sách giáo khoa 192. Theo đó, công an triệt xóa đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn tại Đà Nẵng do Lê Duy Quang, 42 tuổi và Nguyễn Văn Ánh, 44 tuổi, cùng trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cầm đầu. Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa nêu trên, gồm Nguyễn Trung Luật, 43 tuổi, trú quận 12, Phạm Ngọc Quang, 47 tuổi, trú quận Gò Vấp và Phạm Thạch Kim Điền, 39 tuổi, trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ gồm 1 triệu con tem, 600.000 cuốn sách giả thành phẩm và bán thành phẩm, trị giá khoảng 12 tỷ đồng. Toàn bộ máy in, máy cắt, máy đóng kim, máy may chỉ, máy dán keo, xe nâng, xe ô tô, tem giả, bản kẽm, giấy in. Theo thống kê ban đầu, trong 2 năm, các đối tượng trên đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 4 triệu cuốn sách giáo khoa. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Mỹ nói với Ukraine rằng họ có thể sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để phản công bất kỳ lực lượng nào của Nga tấn công từ bên kia biên giới, theo Politico. Theo Politico và CNN, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan đã nói với PBS News vào hồi đầu tuần rằng thỏa thuận với Ukraine về việc tấn công vào Nga sẽ mở rộng đến bất cứ nơi nào mà lực lượng Nga đang cố gắng tiến quân. Đây không phải là về địa lý, đó là về lẽ thường. Nếu Nga đang tấn công hoặc chuẩn bị tấn công từ lãnh thổ của mình vào Ukraine, việc cho phép Ukraine đánh trả các lực lượng đang tấn công họ từ phía bên kia biên giới là điều hợp lý, ông Sullivan nói. Bên cạnh đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Charlie Diaz nói, cho biết Mỹ đã đồng ý cho phép Ukraine dùng vũ khí do Mỹ cung cấp tấn công những nơi lực lượng Nga đang đến để cố gắng chiếm lãnh thổ Ukraine. Ông Diaz nêu rõ, nếu Nga đang tấn công hoặc chuẩn bị tấn công từ lãnh thổ của mình vào Ukraine, việc cho phép Ukraine đánh trả các lực lượng đang tấn công họ từ bên kia biên giới là điều hợp lý. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder vào hôm 20 tháng 6 cũng khẳng định rằng không có thay đổi nào trong chính sách vốn luôn nhằm cho phép Ukraine tiến hành các cuộc phản công xuyên biên giới khi cần thiết. Lời đe dọa tấn công ship của thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Lebanon Hassan Nasrallah đã làm gia tăng căng thẳng hơn nữa tại khu vực, nơi xung đột giữa Hezbollah và Israel có nguy cơ trở thành cuộc chiến toàn diện. Ông Nasrallah hôm 19 tháng 6 nhấn mạnh Hezbollah không muốn xảy ra xung đột quy mô lớn nhưng sẵn sàng phối hợp cùng đồng minh trong khu vực để đối phó Israel. Theo hãng tin Reuters, người đứng đầu Hezbollah khẳng định sẽ không có nơi nào ở Israel an toàn nếu một cuộc chiến toàn diện nổ ra. Ông cảnh báo lực lượng này có thể nhắm đến một loạt mục tiêu trong các cuộc tấn công chính xác. Đáng chú ý, thủ lĩnh Hezbollah cũng đe dọa SWIFT, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU gần Lebanon, khi cáo buộc nước này cho phép Israel sử dụng sân bay và căn cứ của mình để tập trận.
Theo ông Nasala, động thái này đồng nghĩa Swift đã trở thành một phần của cuộc xung đột và Hezbollah sẽ xem nước này là bên tham chiến. Đáp lại, Tổng thống Swift Nikos Christodoulides phủ nhận cáo buộc nước này đứng về bên nào trong cuộc xung đột. Các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã tiến hành cuộc đột kích vào sáng sớm tại nhà của thị trưởng thành phố Oakland Central hôm 20 tháng 6 giờ địa phương. Các đặc vụ đã tống đạt lệnh khám xét nhà của bà Thao trên đường Maidenland ở khu Lincoln Highlands ở Oakland, bang California vào khoảng 5 giờ 30 phút giờ địa phương. Trong tuyên bố gửi qua email cho đài CBS News, FBI cho biết họ đang tiến hành hoạt động thực thi pháp luật được tòa án ủy quyền tại Maidenland và không thể cung cấp thêm thông tin vào lúc này. Sau 10 giờ, giờ địa phương, ngày 20 tháng 6, một số đặc vụ FBI bước ra khỏi nhà bà Thao mang theo nhiều chiếc hộp. Không rõ các đặc vụ đang tìm kiếm gì hoặc những tài liệu gì đã bị tịch thu. Các đặc vụ liên bang cũng tống đạt lệnh khám xét tại một ngôi nhà gần đó ở khu Reiterman và các văn phòng M. Pasadero của Hiệp hội Doanh nhân Việt Mỹ VABA và Công ty xử lý rác California Waste Solution. Tờ San Francisco Chronicle đưa tin một cuộc khám xét khác cũng diễn ra tại nhà của Chủ tịch VABA David Dương. Ông cũng là giám đốc điều hành của California Waste Solution. Chủ nhân của ngôi nhà được cho là Andrew Dương, con trai của ông David Dương. Nhiều thành viên của gia đình ông Dương nằm trong đội ngũ lãnh đạo của cả VABA và California Waste Solution. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!